Em có muốn sống thử không? Hiện giờ thì chắc chưa đâu chị. Phải từ từ mình phải tìm hiểu đó. Nói chung là cái đó nó đi từng bước một, đốt giai đoạn là hư bộ hư đường đó chị. Rồi đưa qua đi. Cũng thật lâu và cảm nhận mới được nha. Tay mày mà. Thì thôi à. Hello em trai. Dạ hai chị. Em biết em đang nói chuyện với ai không? Dạ chị Cát Tường. Chị Cát Tường. Bây giờ chờ đợi tâm trạng như thế nào? Cũng nói chung là cũng hơi tò mò, hơi hộp chút, sợ lát nữa công bị đứng hình. Ok, không có đứng hình đâu, có gì Tường kế bên ủng hộ, tiếp tinh thần cho em. Dạ, đợi chị một chút xíu ha. Dạ, cảm ơn chị. Hành trang hơi nhiều. Quẹo phải luôn. Bước ba bước là có ghế rồi. Ok, mời em ngồi sit down. Yên vị rồi, như vậy chúng ta có thể mở mặt nạ mình ra rồi đó. Cho thoải mái nè. Hello, chào em. Dạ, chào chị. Rồi, chúng ta hãy trao đổi thông tin một chút xíu cái đã. Mời em giới thiệu trước. Dạ, em tên là Trương Ngọc Nguyễn. Em năm nay 25 tuổi. Em là học sinh trường y ở Arizona. Nhưng mà gia đình của em sống ở này. Em qua đây lâu chưa? Dạ, qua lúc 10 tuổi. Hơi quên à. Không, nói rất là tốt, rất là ok. Em học bao lâu nữa mới xong? Dạ, năm nay là năm thứ 2, cho nên học thêm 2 năm nữa. Rồi em đi thực tập. Mà là mình là chuyên ngành gì? Dạ, chị ra làm bác sĩ, em cũng chưa biết là... À, chưa chọn ngành. 2 năm cuối mới chọn ngành hay sao? Dạ. Tới phiên bạn trai, em hãy giới thiệu về bản thân mình đi em. Dạ, chào bạn gái, bạn nữ bên kia. Mình tên là Trương Đức Huy, năm nay mình 26 tuổi. Mình mới qua đây cũng khoảng 3 năm thôi. Hiện giờ tại thì mình đang học ở Orange Coast College, chuyên ngành là Cyber Security. Rồi cái địa điểm hai bạn đang nói là thấy có gần nhau không? Dạ, không, vừa học bên tốt bên Arizona thì xa lắm chị. Xa. Em thì em ở ngay đây luôn, em ở Garden Grove ngay đây. Là ở đây, còn bạn gái là ở xa. Lái xe mấy tiếng? Dạ, 5 tiếng. Ồ, vất vả quá ha, em đi một mình thôi hả? Dạ. Phải ghi nhận cái sự khó khăn của các bạn gái khi ngày hôm nay đến đây gặp được em ha. Đó là một điều chúng ta phải trân trọng. Yeah. Đúng không? Đáng lẽ cái đoạn xa đó là phải dành cho em mới đúng á. Ok, rồi. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì cơ? Em phải nói là tính tình của em rất là dễ tính. Em chơi với ai cũng được, rất là hiền. Và em có tính thương người. Em cũng rất mê học, nên em tính nói đó là điểm mạnh của em. Đúng rồi, thương người mới làm cái ngành học, ngành y được chứ. Em sống với ba mẹ từ nhỏ đến lớn cho nên... không có biết nấu ăn, không dọn dẹp sạch sẽ cho họ. Hiện giờ ba mẹ vẫn nấu ăn cho, ba mẹ vẫn dọn dẹp phụ. Dạ không, ba mẹ vợ ở Maryland nhưng mà ở bên Arizona có người quen, cho người quen cũng nấu ăn giống như là con của họ. Đừng có lo, tự nhiên rồi nhập gia phải tùy tục, và đến cái lúc mà mình khó khăn là mình phải tự mưu sinh thôi à, đúng không? Ok, còn em? Dạ, điểm mạnh của em là em cũng giống như bạn nữ, cũng rất là dễ tính và cũng rất là dễ nuôi, cho nên cũng đừng có quan trọng quá cái chuyện mà nấu ăn được hay không, dễ nuôi lắm sao, không bị gói cũng được. Và có một cái điểm là yếu là hơi khóa một chút. Phá là phá cái gì? Kiểu học IT mà học technology mà, cho nên là nhiều khi bọc khóa này nọ, nhiều khi cũng hư đồ hoài, nhưng mà hư đồ là biết sửa. Đó là tốt chứ, đó là tìm tòi đó. Phá người là được rồi. Đừng có phá người là được rồi, đúng rồi đó. Em không có hút thuốc, em không nhậu nhẹt thì chừng một chai bia là người em nổi đốm rồi, là lúc đó là em nằm đống rồi. Chỉ có hơi cái là có cái đam mê lắp ráp mô hình lâu rồi cũng hơi quên mất mọi thứ xung quanh một chút, nhưng mà cũng ít khi mà chơi cái đó nhiều. Giờ quên gì quên, giờ nào hẹn bạn gái nhớ giùm cả nha. À, đừng có lo gấp lắp ráp mô hình, quên bạn gái luôn là mệt à. Nó không dám quên gì hết. Rồi, không dám quên. Về tình trường thì sao em? Em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, nếu mà nói là mối tình dài thì chỉ có một mối tình yêu đơn phương 8 năm. Cái gì? Ai đơn phương ai? Dạ, em đơn phương. Em đơn phương cái anh đó 8 năm? Dạ, và bạn bè 8 năm. Anh nó có biết là em thích anh đó không? Dạ, biết mà ảnh đi qua cái relationship khá. Không có coi em như là người tình. Năm cuối đã mới là... Là em tỏ tình hay là sao? Dạ em thì ảnh cũng biết, nhưng mà năm cuối là ảnh tỏ tình. Ảnh tỏ tình, ảnh biết em thích ảnh tới 8 năm, rồi tới cái năm cuối ảnh mới tỏ tình. Thế quen nhau được bao lâu? Dạ cỡ 6 tháng. Cái relationship nó đi nhanh quá, sợ em bỏ cuộc. Em là người bỏ cuộc? Sao lạ vậy?
cái đó là người mà em đeo đuổi suốt 8 năm trời, sao em lại dễ dàng bỏ cuộc như vậy? Dạ, em nghĩ là tại vì ảnh tấn công nhanh quá, em sợ. À, có thể là em không có cảm nhận được cái sự chân thành của ảnh hả? Em nghĩ là anh cũng chân thành, em biết là chân thành tại vì bạn bè với nhau, cho nên hiểu nhau. Em sống ở nước ngoài mà có gì đâu mà em phải ngại cái chuyện đó. Có một số các bạn người ta cũng nghĩ rằng sống thử là một cái điều rất tốt trước hôn nhân. Em nghĩ như thế nào về vấn đề sống thử? Tính tình của em giống như là người xưa, em không có, chắc là không muốn. Thế em có nói cái điều đó với anh ấy không? Em có nói là em không muốn như vậy hay chờ đến cái ngày kết hôn hay gì đó, em có nói chia sẻ điều đó với anh ấy không? Dạ, có nhưng mà anh push. Anh không đồng ý. Dạ. Quan trọng là mình phải biết cái giới hạn của mình ở đâu. Giờ không mà... thử là còn giới hạn gì nữa, thử là thử rồi giới hạn gì nữa. Em có đồng ý cuộc sống thử như vậy không? Chung sống thử thì nó cũng giống như là một cái phép thử để cho hai người biết hai người đó thực sự có hợp nhau hay không. Vậy thì chúng giống như mình tạo một cái đà giống như, mình chỉ chạy đường dài. Mặc dù là có những cái biến tướng này nọ nhưng mà em nghĩ là ứng tử nó cũng không phải là cái gì đó xấu lắm. Em có muốn sống thử không? Hiện giờ thì chắc chưa đâu chị. Mình phải từ từ mình phải tìm hiểu đã. Nói chung là cái đó nó đi từng bước một trước cho sống thử nó còn phải vài bước nữa. Qua từng bước mình không thể nào mình đốt giai đoạn được. Đốt giai đoạn là hư bộ hư đường đó chị. Rồi sau khi chia tay mối tình đó tới nay là bao lâu rồi? Đó là 2015. Tới nay cũng 4 năm. Sao 4 năm qua cũng không có được mối tình nào khác? Thì 4 năm nay em học cho nên không có thời gian để mà Rồi còn em trai? Em thì cũng 4 năm rồi. Chuyện mối tình đó thì ở Việt Nam là em là người bị đá chứ là em đá người ta. Có tình cũ ở bên đây người ta quay về cái xong rồi thấy là người ta ham đi qua đây quá cái rồi ta em đi luôn mà, nhưng mà em không nói với người ta là em đi qua đây. Sau đó bây giờ cái cô đó cũ có hạnh phúc với cái người đó không? Em cũng không rõ nữa nhưng mà nghe đâu là đang ở bên Maryland. Vậy là cô ấy cũng thực hiện được ước mơ của mình rồi. Ai biểu em không chịu nói chi? Em nói em ơi bỏ anh làm gì, theo anh kia làm chi, anh cũng sắp qua Mỹ đây. Tình yêu phải biết gìn giữ chứ, nắm bắt chứ. Qua đây mấy năm không có để ý không ai? Không có, chỉ lo đi học đi làm mà về nhà phụ hả mẹ. Còn em này nọ chứ cũng bạn bè cũng không có nhiều. Ok. Em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Dễ tính, thương người, yêu thương gia đình. Nếu mà là người công giáo thì càng tốt. Em đạo gì? Dạ, em công giáo. Công giáo luôn, vậy là ok rồi ha. Hai bạn cùng đạo với nhau là cũng hợp lý rồi. Ngoài những cái yêu cầu đó ra, em có yêu cầu gì nữa không? Tóc không có màu nè. Không có lùn hơn em. Không có lùn hơn em. Em muốn cao mét nhiêu? Dạ, 1m52. Mét 52 là ảnh cao hơn mét 52 là được chứ gì đúng không? Mét 53 được không? Dạ, được. Sao dễ tính dữ vậy? Có hình ảnh gì không em? Rồi, qua hình có kiếm tìm điểm chung. Cái đó là hồi hình năm vừa mới tốt nghiệp cao đẳng xong hồi năm 2014, 5 năm trước. Trời ơi là trời, khó à nha. Hy vọng rằng em tìm thấy người bạn trai ấy trong tấm ảnh này. Em có thể gợi ý cho cô một vài đặc điểm để cô có thể nhận ra em. Nói chung là như hồi nãy mình nói là cái mặt mình có kiểu cũng hơi phá hoại một chút, cho nên là nhìn mặt bên nào thấy phá hoại nhất. Rồi, vậy thấy cũng dễ đó, em phải cảm nhận thử xem. Cho em bonus thêm một tấm nữa. Trong hai tấm đó là em lựa đi. Tiêu chí nhận dạng phá hoại. Rồi, em hãy giữ nguyên tấm hình đó nha. Bạn đó là trong tấm bên kia, bạn đó đâu? Phá hoại là đưa ra có nửa mặt á hả? Ok, bây giờ thì tới phiên em. Yêu cầu của em là như thế nào? Cầu cũng không nhiều. Bạn gái hiện chút hiểu được cho cái đam mê của em hiện giờ. Đam mê của em là cái gì? Mô hình đó hả? Dạ đúng rồi. Em lắp ráp cái gì vậy? Hình gì? Tăng máy bay hoặc đôi khi là cái robot nữa. Chung là chung thủy một chút. Tại em hồi đó em cũng bị một lần rồi cho nên là cũng hơi sợ. Thì nói chung là em phải dành thời gian quan tâm chăm sóc với người ta. Người ta sẽ yêu thương chung thủy với em. Chứ em lo em chăm sóc mô hình không thì cũng phải đi chơi với anh khác chứ. Không, cái đó thì em không có dính sâu quá vô cái đó. Okay. Chị em cũng như là xả stress. Ok. Em có hình không? Em có hình. Ok, đưa chị xem. Ok. Đây, hãy xem đi các bạn. Bốn cô gái đó, ai là cô gái đang ngồi bên kia để tìm? Cho anh ấy một cái đặc điểm nhận dạng đi em. Em thích cười. Em thích cười.
Ok, rồi cứ cầm nó đi nha. Bây giờ thì Tường sẽ mở cửa trái tim ra cho hai bạn hãy trả lời xem là cái cảm giác của mình ngày hôm nay trúng hay trật. Và bây giờ mở cửa trái tim, hãy nhìn vào đối phương mà nhìn vào bức ảnh chúng ta đã lựa chọn, xem cảm giác giác quan đầu tiên của mình trong ngày hẹn hò hôm nay là đúng hay sai. Sao? Em đúng hay sai? Trong đây nhìn khác quá, chắc đúng. Trời ơi, ông chọn rồi mà ông còn chưa biết đúng hay không nữa. Nhìn khác quá. Khác nhưng mà đúng rồi, còn em là sai rồi, thấy chưa? Cái người phá hoại nhất là cái người nằm ngửa nghiêng mới đúng. Bạn bè thấy ai cũng nhìn phá quá. Thường thường là đồng bọn mới chơi chung với nhau đó em. Thôi được rồi, không sao cả. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục trải nghiệm thêm những cái cảm xúc khác nữa. Tôi sẽ dành cho hai bạn một khoảng không gian riêng để hai bạn tâm sự trò chuyện với nhau. Một chút xíu sau thì Tường sẽ quay lại. Chào bạn. Đầu tiên thì muốn tặng bạn món quà. Mình ở xa gì vậy thì bạn có kiểu khoảng cách không? Mình là không hay đó, quan trọng là mình có lý do thôi. Rất là dễ thương, thật ra là hơn cả sự mong đợi của mình. Ừ, cảm ơn. Còn nếu mà bạn muốn thì có thể hẹn hò em đi. Dạ. Đôi khi mọi thứ nó cũng phải challenge một chút, nó mọi thứ nó mới bền lâu được, chứ cái gì nó easy quá nó cũng không có bền. Trong gia đình bạn thương ai nhất? Ra thì mình thương cả bố mẹ, nhưng mà nó thương nhất thì vẫn là thương em nhất. Nó còn không được như người ta, cho nên là phải dành hết tình thương nó. Còn bạn thì sao? Mình cũng có ba mẹ. Chị hai. Ở giữa. Ok. Sao rồi? Nói chuyện riêng vui hơn có bà Mai ngồi đây đúng không? Trời ơi, cái gì đấy? Mà tặng người ta tặng thì uống đi. Mà em mua hay em làm vậy? Dạ em không biết làm, em mua. Em mua hả? Thôi kệ, công của người ta mua uống miếng đi. Thôi mình khi nào rảnh thì mình chỉ thằng làm cái này. Em biết làm cái này. Dạ em chỉ, em biết làm cái này. Thế vậy hả? Rồi bây giờ một vài câu hỏi nữa dành cho hai bạn nè. Cái kế hoạch trong cuộc tương lai của em như thế nào? Dự định bao lâu rồi em sẽ kết hôn? Nếu được thì khoảng 2 năm. Dù sao thì cũng phải đợi bạn ấy học xong, em học xong cả. Ủa, kết hôn bạn này luôn hả? Ghê. Không thì ở đây mình nhờ chương trình là tính, cũng kiểu mình tính đường dài luôn rồi, chứ đâu phải là thời vụ. Hay, rất bản lĩnh, rất tự tin. Tôi đang hỏi kế hoạch của anh ấy thôi, anh ấy ghép kế hoạch của anh ấy vào cô ấy luôn. Còn em, dự kiến của em định là khi nào em kết hôn? Em cũng nghĩ là sau 2 năm. Tại vì cũng phải tìm hiểu biết nhau. Rồi thí dụ kết hôn xong thì em sẽ sống ở đâu? Được thì có thể qua bạn ấy, hoặc là bạn ấy có thể qua bên này, hoặc là cả hai có thể cùng chạy đi đâu đó chẳng hạn. Đi đâu cũng được, ở đâu không quan trọng, là quan trọng là ở với ai thôi, đúng không? Dạ đúng rồi chị. Em có cái điều gì em không thích ở người bạn trai? Em muốn bạn trai hơi cứng đầu một chút xíu, không có phải em nói gì là cũng yes. Không có luôn đồng ý với em, tại vì căng thẳng. Nói chung là phải có sự trao đổi, phải có cái sự bất hòa, trái chiều chút xíu cho nó hấp dẫn, đúng không? Chứ nếu mình nói cái gì ta nghe cái nấy thì nó sẽ mau chán, đúng không? Nhưng mà cũng đừng lì quá cũng mệt mỏi lắm. Ha? Có là em khóc rồi được. Bạn đi với mình là bạn cười hoài, năm đi không khóc nổi đâu. Rồi nãy giờ mà chưa kêu bắt anh em luôn, nãy giờ còn bạn luôn á hả? Tâm sự cả buổi với còn bạn luôn á hả? Anh em cái nghe cái nè. Em đủ hẹn hò nha. Tự nhiên đồng ý hẹn hò, ai đồng ý hẹn hò với anh? Anh phải làm gì cho người ta thấy hấp dẫn nó mới hẹn hò. Thích gì mà thích. Hết ý tưởng rồi chị. Rồi bây giờ chị sẽ cho hai bạn chơi một cái game nhỏ ha. Trên tay với Tường là một cái sách bài. Bây giờ mỗi bạn hãy bóc cho mình một cái lá bài. Rồi đọc lớn lên, hãy yêu cầu anh ấy thực hiện cái điều ghi trong đó. Là hãy hôn tay người đối diện, là bạn cảm nhận như thế nào? Ok. Rồi đưa qua đi.
cũng thật lâu và cảm nhận mới được nha. Tay mềm gì? Để rối à? Có sao xuyến chút nào, nắm tay ta, cảm giác. Nói chung là điện chạy qua có một chút xíu, điện chưa mạnh lắm nhưng mà có chút xíu tại lâu rồi nó hơi chai cái đờ cảm xúc xíu không? Nó hơi chai chút xíu, nói chung phải từ từ vậy nó mới nhảy lại được. À ok. Phải nắm hoài mỗi ngày nó mới nhảy. À đúng rồi. Ok rồi, bây giờ tới phiên em. Hãy chọn ra một lá bài mà mình thích. Trả lời thật một câu hỏi bất kỳ được với Phương. Hỏi đi, muốn hỏi gì hỏi, cô ấy sẽ trả lời. Trả lời thật nha. Anh thường chủ nhật anh ngủ nó mấy giờ? Trời ơi, duyên dáng ghê. Chứ vậy câu đó hỏi câu đó chi vậy? Chi vậy sớm hơn kêu mình vậy. Thường chủ nhật hỏi anh một cháu. Tại vì thường thương ngày cũng 6 giờ sáng. Vậy nên chủ nhật 6 giờ là nướng chút xíu. Trời đất ơi, thiệt chán ông ghê luôn á. Đây. Rồi, hai bạn sẽ có thêm một cơ hội nữa. Hai người hãy nhìn thẳng vào nhau. Hãy nói cho đối phương biết hiện tại mình đang suy nghĩ điều gì. Cảm xúc của mình hiện tại như thế nào. Mời em trai. Anh cảm thấy rất là vui được tham gia chương trình này. Và anh nữa là gặp được em một cô gái với cái hình thủ ngoài sức mong đợi của anh. Nếu em chịu hẹn hò với anh thì những cái yêu cầu của em là anh sẽ cố gắng làm được hết. Và nhất là không bao giờ để mà chồng em phải khóc. Tiếp hay. Mặc dù là chúng ta có thể là ở hơi xa nhưng mà anh phải cố gắng để giật rồi lúc nào cũng cái tình cảm với hai đứa mình là cũng được không nóng và không bao giờ nó chán nữa. Hết rồi. Em cũng hồi hộp nhưng không biết nói gì nhiều. Nhưng mà em thấy là mặt của anh hiền, tính tình cũng vui. Cho nên em hy vọng là có thể tìm hiểu nhiều hơn. Nếu mà nó đi thì mình có thể cho nó đi. Ok, rồi cảm ơn hai bạn. Rồi bây giờ mời hai bạn hãy đặt tay vào nút bấm. Cái nút bấm này rất là quan trọng. Khi chúng ta bấm nút có nghĩa là chúng ta đồng ý trao cái duyên cho nhau. Bấm nút cái này có nghĩa là thật sự có cái cảm tình với nhau và nghĩ rằng đối phương có thể là một nửa mình đang tìm kiếm. 1 2 3 Hết thời gian. Em có bấm không? Bấm mạnh vào. Ok, hết thời gian. Như vậy là hai nửa trái tim đã cùng sáng đèn rồi quý vị. Tường cũng linh cảm được điều đó, mặc dù thời gian không nhiều. Nhưng mà Tường thấy là ánh mắt của hai bạn ấy nói lên rằng là hai bạn ấy đang muốn hò hẹn với nhau. Rồi mời hai bạn về cùng một phía. Hãy trao nhau cái một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày hôm nay. Biết đâu sau này hai bạn lấy nhau sao? Xem lại cái clip này. Đó là kỷ niệm tuyệt vời. Đây là những cái khởi đầu thôi ha. Hy vọng rằng là đằng sau cái buổi hẹn hò hôm nay, các bạn sẽ tự tạo cho mình những cái buổi hẹn hò khác nữa. Hãy tìm hiểu nhau thật kỹ. Nếu có tin vui thì nhớ đừng quên báo cho bà Mai Cát Tường nha. Ok, chúc mừng hai bạn. Thưa quý vị, như vậy là các bạn ấy đã đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau rồi. Chương trình xin phép được dừng tại đây. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản đặc biệt hẹn ăn trưa được phát sóng 10 giờ thứ 3, thứ 5, thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Mọi người hãy theo dõi và nhớ nhấn subscribe ủng hộ kênh quý vị nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.